Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, ngày 30 tháng 1, đồng chí Đinh Anh Tuấn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện và đoàn công tác của huyện đã đến thăm, tặng quà, chúc thọ người cao tuổi trên địa bàn thị trấn Bán Đức, huyện Tân Lạc. Đồng chí bí thư huyện ủy đã trực tiếp đến thăm và trao quà chúc thọ của chủ tịch nước kèm 5 mét vải lụa và quà của huyện cho các cụ Hoàng Thị Dần, Nguyễn Thị Xính tròn 100 tuổi, thăm chúc thọ mừng thọ hai cụ Đào Thị Lại, Bùi Thị Đèn trên 100 tuổi và hai cụ tròn 95 tuổi là cụ Trần Văn Đôn và Dương Thị Hồng. Tại các gia đình, đồng chí Đinh Anh Tuấn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện và đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của các cụ, đồng thời chia sẻ việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và truyền thống kính lão đắc thọ của dân tộc. Đồng chí mong muốn gia đình, con cháu tiếp tục phụng dưỡng, chăm sóc để các cụ sống vui, sống khỏe.